Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư lên Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 -880 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn Hay vào website cá da com Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào anh chị Lan. Hai tuần rồi mới gặp lại Lê Thái. Dạ vâng, chính xác. Dạ, <laughs> yeah, và một lần nữa thì Ngọc Lan xin mời quý vị vào ngày thứ Bảy tới đây, từ 1 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều và có thể kéo dài đến 4 giờ chiều. Quý vị dành thời gian đến Phước Lộc Thọ để xem chương trình lễ hội gọi như vậy lễ hội kỷ niệm tháng hay là vinh danh tháng châu á thái bình dương vinh danh những người châu á đó là một cái chương trình do leader sài gòn tv tổ chức theo thường niên và chương trình kỳ này thì tổ chức với cái sự tham gia của rất là nhiều những cái ngoài việt nam ra thì còn có nhiều những cái sắc tộc khác những cái đoàn văn nghệ của các quốc gia khác nữa đến đây thì quý vị dĩ nhiên là không có tốn tiền để mua vé mà thay vào đó là các em nhỏ đó đặc biệt là các em nhỏ các em sẽ có được thêm những cái món quà những món đồ chơi và những em nào mà có năng khiếu vẽ thì các em có thể tham gia ghi danh uh, thi vẽ với những cái phần thưởng rất là uh, đáng khích lệ Yeah, một lần nữa xin mời quý vị hãy dành thời gian cho ngày thứ bảy tới đây, à ngày 18 tây tháng 5 ngay tại Phước Lộc Thọ từ 1 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Dạ vâng. À, bắt đầu với lại những cái bản tin cà phê sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Thì ngày hôm qua à, ở Đài Loan à, có một cái thông tin mà cũng khiến nhiều người người ta rất là bất ngờ ở thành phố Cao Hùng. À, có một người phụ nữ thưa quý vị, ờ à, cái cái bà này không biết lý do tại sao mà khi mà tất cả những cái nhân viên y tế của Đài Loan đó người ta muốn vào trong nhà của cái người phụ nữ này thì thường á hàng năm cứ đến mà những cái mùa mà mũi nhiều hay là cái dịch à, mà sốt xuất huyết nhiều đó thì Đài Loan người ta vẫn có những cái chương trình à, cho những cái nhân viên y tế người ta vào trong nhà người ta xịt khử vi trùng mũi này nọ để mà bảo vệ cái môi trường ở trong nhà của những người dân cũng đi hạn chế những cái con mũi mà nó lây lan cái bệnh mà sốt xuất huyết thì khi mà những cái người trong nhân viên y tế này người ta bước vào nhà có người phụ nữ này thì bà này bác không có cho vào bà này bà nhất quyết bà không cho những cái người này vào và bà, bà diễn cớ là à, rất là nhiều cái lý do nó khác nhau thì những cái lần sau thì những cái nhân viên này người ta lại vào một lần nữa thì bà không có cho thì nghi ngờ bà này bà có một cái một cái gì đó ở bên ừ. trong này nọ thì cảnh sát với lại cái đội ngũ và nhân viên y tế thì người ta mới báo về cho cảnh cảnh sát ở địa phương cái thành phố cao hùng thì cảnh sát người ta đã phát lệnh khám xét và khi mà vào trong nhà của người này thưa quý vị thì người ta đã thấy được một cái túi à, một cái túi màu màu đen thì trong mở ra trong cái túi bao lông màu đen đó thì người ta thấy rất là nhiều cái xương cái hài cốt ở trong đó mà nó nó đã nó đã thành xương rồi coi như là xác nó phân hủy hết nhưng mà chỉ còn cái những cái bộ xương này thôi trong đúng cái căn hộ của bà này thì cảnh sát người ta đã cáo buộc cái người phụ nữ này giấu thi thể của người một cái người đàn ông ở trong nhà này thì khi hỏi ra đó thì lý do tại sao mà có cái xác này thì bà nói vòng nói vo bà nói cái xương này xương kia xương của con này con kia rồi người ta hỏi là cái người đàn ông là cái người ba của uh, của cô đâu thì người phụ nữ này này nói nói như thế này là là ba của cô đó, đang nằm ở trong viện dưỡng lão rồi khi mà cảnh sát người ta tiếp tục người ta tra vấn á, thì cái người phụ nữ này lại thay đổi cái lời khai. Nói rằng là cụ ông á, đã được anh trai của bà đưa về đại lục để mà chăm sóc rồi. Rồi một cái câu chuyện vỡ lỡ sau đó khi mà cảnh sát người ta điều tra tiếp tục thì người ta lại thấy là người anh trai của người phụ nữ này thực chất là đã qua đời 50 năm về trước. Có nghĩa là qua đời từ lúc mà cái người anh trai này còn rất là nhỏ. Và không có một cái tài liệu nào cho thấy rằng là cha của người phụ nữ Đài Loan này... Uh, ở trong cái ngôi nhà này và được đi dời qua đại lục cả không thấy một cái hồ sơ mà khi ông này ông đi ông được dời qua chỗ khác đưa con đón vào chỗ khác thì không thấy hồ sơ giống như là già là tạm trú tạm vắng về thứ của việc ở Việt Nam người ta hay nói đó thì người phụ nữ này lại nói dài dòng tiếp rằng là cha bà cũng đã qua đời ở đại lục rồi người ta hỏi là nếu như mà cha của cô qua đời thì phải trình xuất cái giấy mà cái giấy chứng tử ra cho cái cơ quan pháp y ra cho những cái người cảnh sát thì bà lại không có cái loại giấy này bà nói rằng á là bà uh, cái giấy này bà đang nộp đơn lên và đang chờ người ta suy xét người ta cấp cái giấy này nhưng mà chưa có thì thấy cái lời khai của cái người phụ nữ này bất nhất thưa quý vị cảnh sát người ta đã tiến hành uh, khám xét uh, có một cái lệnh khám xét và khi mà khám xét ra thì khám xét ra một cái cái bọc xương đó thì qua cái đấu tranh mà để mà người ta lấy lời khai này nọ đó thì mới phát hiện ra là cái xương này là của một cái người chết quá cố và theo cái trả lời cái hãng thông tấn Đài Loan người ta nói rằng khi một xác của một người người ta bị bị chết đó, thì nó phải mất từ một tháng thì mới phân hủy hoàn toàn mới còn cái bộ xương như vậy ít nhất là một tháng và hai cái tuần đầu tiên là hai cái tuần mà cái xác nó sẽ phân hủy nặng nhất và cái mùi hôi thối nó sẽ bốc lên nồng nặc nhất thì người ta không biết lý do tại sao mà bà này bả lại nói dối như vậy thì bà này bả mới nói là nghe là bà điều tra khi mà điều tra ra thì người ta mới phát hiện ra bà này bà muốn nói dối về cái việc mà cha của mình chết để mà nhận cái tiền hưu trí của cựu quân nhân ở Đài Loan. Thì người ta không người ta không biết rằng là cha của cái người phụ nữ này thường là nhận cái tiền hưu trí về những người quân nhân mà đã giải ngũ rồi, đã về rồi đó thì là bao nhiêu. Nhưng mà thường một cái người quân nhân ở Đài Loan người ta nhận được số tiền là 49.379 đại tệ, tương đương là khoảng 1.500 mỹ kim mỗi tháng. À, cảnh sát người ta đều đang điều tra nguyên nhân cái chết của cụ ông này là có phải là do bà giết hay không, hoặc là do ông đột đột tử ông chết hay là ông bị bệnh ông chết, nhưng mà bà này phải đối mặt với những cái mức án mà nó gấp cao gấp 1.5 lần so với những cái mức án bình thường, bởi vì theo cái luật lệ của Đài Loan theo luật pháp Đài Loan đó, thì nếu như mà những cái vụ án nào liên quan đến những cái người thân ở trong gia đình thì có thể là mức án nó sẽ tăng lên 1.5 lần như vậy và hiện thì cái sức khỏe tâm thần của người phụ nữ này cũng đang không ổn định nhưng mà cảnh sát người ta vẫn à, giam bà lại ở một trong một cái cơ sở y tế và có nhiều cảnh sát người ta đang canh chừng thưa quý vị. À, chúng ta nghĩ rằng là một cái xác nó nằm trong gia đình như vậy, một cái nhà như vậy. Một cái con sát con chuột thôi hay là một cái con vật gì đó mà chết mà chúng ta không phát hiện ra nó đã hôi thối nồng nặc đến độ nào rồi mà một cái người lớn tuổi như vậy mà, mà để trong nhà thì em không hiểu là không tưởng tượng được là nó sẽ như thế nào. Nhiều người có những cái vấn đề về à, tâm thần á Yeah. cho nên là rất là khó hiểu ở trước đây cũng có những cái tin tức liên quan đến những người mà khi mà người thân của họ mất thì họ không có báo lên hoặc là họ cũng không có đưa đi chôn mà vì cái gì đó họ cứ giữ cái xác đó ở bên cạnh và nó có nhiều lý do lắm mà mình mình sẽ không giải thích được theo cái suy nghĩ của một người bình thường à, cũng như là theo cái uh, suy nghĩ bình thường thì mình đang ở tiểu bang California và mình ở đây là Ngọc Lan Lê Thái đang ở tiểu bang California Little Saigon TV đang ở tiểu bang California một cái nghiên cứu cho thấy đó khi mà người ta nghiên cứu 50 tiểu bang của Mỹ để xem coi là tiểu bang nào là tiểu bang giống Mỹ nhất nghe nó có vẻ nó nó hơi tức cười ha. tiểu bang nào là tiểu bang giống Mỹ nhất có nghĩa là họ sẽ dựa trên 30 cái yếu tố ở trong đó có những yếu tố, dĩ nhiên là riêng về là sắc tộc nè, về cái trình độ văn hóa nè, về tôn giáo nè, về cái lối sống nè. Nói chung là đủ hết 30 cái yếu tố để xem trong 50 tiểu bang như vậy, thì tiểu bang nào là tiểu bang mang những cái nét đặc trưng nhất của Hiệp Chủng Quốc ca kỳ. Thì tiểu bang đó không phải là California. California không là tiểu bang tượng trưng gọi là đại diện cho nước Mỹ. Uh, giống nhất mà cũng không phải là tiểu bang mà lạ lùng nhất tiểu bang được xem là đại diện cho nước mỹ giống nước mỹ một cái hình ảnh giống như là chung vậy giống như một bà mẹ mà sinh ra một đám con thì đứa con nào là đứa con giống cha mẹ nhất thì đó là tiểu bang Illinois ừ. Ở khi mà người ta nói mà tiểu bang Illinois giống tiểu bang giống nước mỹ nhất á thì người ta dựa vào cái tổng thể đó là chủng tộc nè của dân số thì trong đó họ sẽ chia ra cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là người da trắng, bao nhiêu phần trăm là người da đen, rồi bao nhiêu phần trăm là người gốc mà uh, Mỹ Tây Cơ hoặc là châu Á, rồi ngay cả cái người Mỹ bản địa, tức là người da đỏ thì nó sẽ như thế nào. Uh, sau Illinois thì đến tiểu bang Connecticut là những cái dữ liệu như vậy. Mà khi mà dựa vào những cái thành phần mà chủng tộc như thế này đó, thì người ta lại thấy những cái tiểu bang mà không giống mỹ nhất có nghĩa là không có đại diện cho cho những cái thành phần như vậy thì đó lại là Alaska và Hawaii. Ra nói có lẽ là do hai cái tiểu bang này á nó ở ở xa cái trung tâm của nước mỹ nhất cho nên nó nó có nhiều điều nó sẽ không giống cái chung là như vậy. Rồi nếu như mà xét về cái mặt mà tôn giáo đó thì Arizona lại là cái tiểu bang mang những cái nét đặc trưng của Hoa Kỳ trong nhất so với lại 49 tiểu bang còn lại, đó là Arizona và theo sau đó là Pennsylvania. Rồi tiếp nữa khi mà người ta xét về những cái cái thành phần khác nữa, ví dụ như là về những cái um, văn hóa, về giáo dục, về kinh tế vân vân thì những cái xếp hạng đó như thế nào, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.